Chiến sự nga-Ukraine ngày 18 tháng 5 sắp mất Bakhmut, Kiev vẫn tự tin tuyên bố nga lọt bẫy. Trong tuyên bố mới nhất với truyền thông, người phát ngôn Bộ Tư lệnh phía Đông của quân đội Ukraine ông Serhiy Cheravati tuyên bố: "Chúng tôi đã lừa quân nga vào cái bẫy Bakhmut. Đối phương đã tổn thất số lượng lớn lực lượng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm họ tiêu hao." Tuyên bố của ông Sekhii Teravati đưa ra trong bối cảnh Ukraine chỉ nắm giữ một vài tòa nhà cuối cùng ở rìa phía tây thị trấn và có khả năng bị đẩy ra khỏi vị trí chiến lược này bất kỳ lúc nào. Hiện tại, các nhóm đột kích Warner vẫn tiếp tục tấn công và thanh tỏa hai vị trí phòng thủ kiên cố nhất của khu vực trung cư phía tây thị trấn, nơi được mệnh danh là pháo đài của Ukraine. Những gì còn lại của lực lượng phòng thủ Ukraine chỉ là các tòa nhà thấp tầng phía ngoài thị trấn. Ở phía nam Bakhmut, Ukraine đã đạt bước tiến tại một khu rừng ở phía nam làng Ivanivske khi tiến công theo hướng Kilitscheivka, nhưng như thế là chưa đủ để đe dọa khu vực định cư này. Ở phía bắc, Cả Nga và Ukraine đều đang giao tranh giành quyền kiểm soát các khu đất cao quanh hồ chứa Berkhovskoy. Nga đang tăng quân để giữ chắc kênh đào vào hồ chứa Berkhovskoy khi đây là chốt chặn tự nhiên quan trọng cản bước tiến của Ukraine tới khu vực Bình Nguyên phía sau. Trong rạng sáng ngày 18 tháng 5, không quân vũ trụ Nga tiếp tục mở các đợt không kích nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine. Theo kênh Telegram Mùa Xuân Nga, nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại khu công nghiệp ở Odessa. Odessa hiện là khu vực tập trung quân lực và hậu cần cho mặt trận phía nam của ukraine